Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn món bánh trà xanh với kem phô mai dâu tây. Món bánh này có hai thành phần chính, một là phần bánh bông lan trà xanh, hai là phần cheesecake dâu tây. Tuy về cơ bản là bánh cheesecake nhưng mà nó không hề ngán vì có dâu tây tươi và thêm vị trà xanh nữa. Cách làm không quá khó, giờ mình cùng bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên mình sẽ cần chuẩn bị phần cốt bánh bông lan trà xanh. Nguyên liệu mình cần như sau. Đây là công thức cốt bánh gato cơ bản, dùng phương pháp trộn bột vào trứng đánh bông. Công thức mình làm cho khuôn tròn 18cm. Đầu tiên mình sẽ cần làm nóng lò 150 độ C. Ta tách riêng lòng trắng và lòng đỏ. Mình cho vào một xíu muối. Đánh đều. Đến khi lòng trắng trứng nổi bọt thì mình cho vào quy mập tata hoặc là nước cốt chanh. Nguyên liệu này giúp cho lòng trắng bung tốt và tránh bị xẹp. Khi lòng trắng đã bông xốp thì mình cho từ từ đường vào đánh đều, lòng trắng sẽ dẻo và đặc dần. Với công thức này, mình sẽ đánh đến khi lòng trắng bông cứng, que đánh nhấc lên không bị rung rinh. Sau đó mình cho toàn bộ lòng đỏ trứng vào. Ta đánh đều ở tốc độ thấp nhất trong khoảng 10 giây. Sau đó mình sẽ dây vào bột mì và bột trà xanh. Ta trộn nhẹ tay theo kiểu hất ngược từ dưới lên. Những bạn nào mà trộn chưa quen thì nên dây vào làm 3 lần nhé. Mình trộn đến khi không thấy bột khô thì trộn phần tiếp theo. Khi mình thấy bột đã được trộn tương đối đều vào với trứng thì mình sẽ hòa vào hỗn hợp dầu và sữa. Mình cho một phần trứng vào trộn cho nó đồng nhất. Sau đó đổ ngược lại vào hỗn hợp. Tiếp tục trộn nhẹ tay theo kiểu hất ngược từ dưới lên.
Khuôn bánh mình lót giấy nén ở dưới. Khuôn này mình dùng là khuôn 18cm. Mình đổ bột vào khuôn. Dán bột cho đều mặt. Sau đó mình cho vào lò nướng ở 150 độ C trong vòng 35 phút. Khi bánh chín thì mình tắt lò và để bánh trong lò đóng kín trong khoảng 5 phút nữa. Sau đó lấy bánh ra. Ta để nguội bớt rồi lấy bánh ra khỏi khuôn. Mình chia bánh thành các lát. Công thức mình thu được 2 lát đều nhau, còn lại một chút bánh, gần một lát thì mình sẽ dùng để trang trí sau này. Sau đó, ta dùng khuôn ring tròn đường kính 16cm, cắt bánh cho vừa khuôn. Bánh này mình sẽ bọc kín đến khi mình dùng để cho bánh không bị khô nhé. Sau đó mình sẽ chuẩn bị phần cheesecake dâu tây, nguyên liệu mình cần như sau. Đầu tiên mình ngâm gelatin với nước lạnh cho nó nở ra. Nếu trời nóng thì các bạn chú ý ngâm với nước đá để gelatin không bị mềm nhũn ra trong nước nhé. Mình cho dâu tây vào nồi, thêm đường. Đun ở lửa nhỏ. Mình sẽ đun trong khoảng 10 phút đến khi dâu mềm ra thì mình cho vào cốc và xay nhuyễn. Ta lọc qua dây để bỏ các hạt dâu nếu có, giúp cho bánh của mình mịn hơn. Hỗn hợp dâu mình sẽ thu được khoảng 110ml. Nếu các bạn thu được ít hơn thì mình bổ sung thêm sữa. Hoặc nếu mình thu được nhiều hơn thì mình sẽ bỏ bớt qua một bên. Mình sẽ cho vào phần gelatin đã ngâm nở. Ta cho vào lò vi sóng quay khoảng 5-8 giây để cho gelatin hòa tan hoàn toàn. Các bạn cũng có thể đem nó đun cách thủy. Cream cheese thì mình đã để hết lạnh về nhiệt độ phòng. Ta sẽ nghiền nhuyễn và đánh đều. Ở bước này các bạn có thể đánh cùng với đường, tùy khẩu vị hoặc là tùy xem dâu của mình chua nhiều hay chua ít. Sau đó mình cho hỗn hợp dâu vào đánh đều.
pha thêm vào một thìa cà phê nước cốt chanh, giúp cho dâu tây giữ được màu đẹp, không bị xỉn màu. Tiếp theo thì mình đánh kem tươi đến khi bông mềm. Ta sẽ không đánh bông cứng như kem chét bánh vì như vậy sẽ khó trộn và hỗn hợp. Kinh nghiệm thêm về đánh bông kem tươi các bạn có thể xem trong video Tất Tần Tật Về Kem Tươi trên kênh của mình. Sau đó mình trộn kem tươi và hỗn hợp cheese. Vậy là xong phần kem dâu tây. Giờ mình sẽ ghép bánh. Mình dùng khuôn ring tròn đường kính 16cm. Mình có thể bọc màng bọc ở đáy khuôn để sau này ta có thể nhấc bánh qua lại dễ dàng hơn. Hôm nay mình có dùng thêm màng bọc mica. Có hai lý do. Thứ nhất là vì bánh của mình sẽ làm cao hơn khuôn một chút. Một lý do nho nhỏ thứ hai là mình cảm thấy dâu tây sẽ áp vào màng mica tốt hơn, không bị xô sạch. Mình cho lớp bánh đầu tiên. Sau đó xếp dâu tây xung quanh bánh. Tiếp theo mình đổ vào kem dâu tây. Khi mình đổ gần mép quả dâu bên ngoài thì các bạn có thể cho thêm dâu tây và kem tùy thích, bánh có thêm dâu tươi sẽ không bị ngán. Mình ấn dâu vào thế này mà không xếp vào từ đầu vì như vậy thì mình sẽ loại bỏ hoàn toàn khả năng có khoảng trống ở bên trong bánh. Mình đổ nốt phần kem dâu tây. Sau đó xếp lớp bánh thứ hai lên. Ta bọc kín để mặt bánh không bị khô. Mình sẽ để bánh trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 4 đến 6 tiếng cho bánh đông hoàn toàn. Các bạn có thể trang trí thêm tùy thích, mình thì mình sẽ trang trí với vụn bánh. Sau khi bánh đã đông thì mình sẽ lấy ra, bỏ các màng bọc thực phẩm. Mình có một chút kem tươi đánh bông. Ta quét một lớp mỏng lên mặt bánh. Sau đó rắc vụn bánh lên trên phủ kín. Mình trang trí mặt bánh với dâu tây và hoa từ kẹo đường. À, mình có chia sẻ thêm là mỗi lần mình làm hoa từ kẹo đường này, mình làm tương đối nhiều.
Sau đó ta có thể để cho nó khô, cất vào hộp, để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm thì ta có thể để được vài tháng hoặc là thậm chí cả năm nếu mà mình bảo quản tốt. Khi nào cần thì mình lấy ra dùng thôi. Cách làm chi tiết mình đã chia sẻ trong video bánh cheesecake ong vàng nhé. Vậy là hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn cách làm món bánh trà xanh kem phô mai dâu tây. Thật ngon và đáng yêu, cách làm cũng không quá khó đúng không? Mình hy vọng là các bạn sẽ thích món bánh này. Nếu thích thì các bạn cho mình một like phía dưới nha. Bạn nào chưa đăng ký thì cũng đăng ký để ủng hộ mình làm các video tiếp theo. Hẹn các bạn trong video tới.